Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt máy 039 của Empire. Thì đầu tiên mình sẽ có cái máy như thế này và mình sẽ tiến hành mở cái cửa ra. Thì ở bên trong bao gồm các phụ kiện như sau: dây cấp, dây thải, lái RO và bình áp. Đây là bộ phụ kiện. Vòi thì mình sẽ lắp vào đây. Thì khi tiến hành lắp đặt thì chúng ta sẽ đầu tiên sẽ tháo cái lõi 123 ra để xé cái bao ni lông ở bên trong. 1, 2 và 3 xé hết bao ni lông ra và mình tiến hành vặn lại hết. Kế đến là mình sẽ lắp đặt lõi RO vào vỏ. Khi mình mở nắp thì chú ý cái ron ở đây, mình sẽ quàng vào đây. Lõi RO thì đây. Mình sẽ sử dụng cái lõi đã bóc sẵn. Khi lắp thì mình sẽ chú ý là để hai cái ron đen này lọt được vào cái lỗ nhỏ bên trong cái vỏ. Cái này rất quan trọng nên là mọi người làm kỹ, phải đẩy được vào thì mới có nước sạch để uống. Sau khi lọt xong rồi á thì mình sẽ vặn nắp lại. Và tiến hành cài vào đây. Ghim ống vào. Ở ngay lõi T33 thì đã có chừa một cái ống sẵn và mình sẽ đưa cái ống này vào bình áp. Vá bình áp này thì không cần phải cuốn cao su non nhé. Vặn chặt vào là được. Và khi vặn chặt vào thì mình tiến hành khóa lại luôn. Để tiến hành là không cho cái cặn nhỏ ở trong cái lõi khoáng này lọt vào bình áp. Sau khi mình xả khoáng xong rồi thì lúc đó mình mới mở cái van ra. Và hiện tại cái chiều này là chiều khóa. Và khi nào mình muốn mở thì mình sẽ quay song song lại với cái sợi dây như thế này. Đó, thì hiện tại mình sẽ khóa lại như thế này. Đó. Và ở phía bên mặt sau thì nó sẽ có hai lỗ như thế này. Đây là lỗ lớn thì mình sẽ dùng để cấp nước cho máy. Đó, cấp vào đây. Và cái van này thì nó là đầu ren 21. Mình sẽ cấp vào cái chiều ngược lại của cái sợi dây. Mình có thể lắp vào ở ngay chỗ vòi rửa chén hoặc là vòi lavabo hoặc là đầu ren 21 của ống nhựa Bình Minh. Còn cái dây nhỏ là dây thoát thì mình sẽ ghim vào đây và cho xuống cống. Thì một số lưu ý như vậy thì mình đã lắp xong cái máy 039. Và xin cảm ơn các bạn rất nhiều.